chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng mình đi tham quan công trình hồ bơi thành phố Long Xuyên, được xây dựng tại phường Bình Khánh với tổng diện tích gần 6.000 m², gồm các hạng mục: hồ bơi lớn diện tích 1.250 m², hồ bơi trẻ em 112 m², khu nhà quản lý và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình trên 22 tỷ đồng. Hồ bơi thành phố Long Xuyên đưa vào sử dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu bơi lội, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân và tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang. Thì em thường xuyên bơi đây lắm. Ở đây thì hồ bơi thì sạch sẽ, không gian thì thoáng mát, có mái che. Anh chị cứu hộ ở đây thì cũng nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Thường mỗi cuối tuần thì đưa hai bé con đi lên đây để tham quan với tập tham gia cái bơi lội với cùng với các em khác. Ở đây thì thấy khu vui chơi thì cũng bổ ích và bổ ích cho sức khỏe nè. Bé nó năng động hoạt bát hơn nhiều, với khu này thì vệ sinh sạch sẽ, có khu tre đồ cũng mát mẻ hơn những chỗ khác, thế nó rộng rãi hơn. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân anh Phan Vĩnh Trung là phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Long Xuyên để tham quan và tìm hiểu các hạng mục của hồ bơi thành phố Long Xuyên. Hồ bơi Long Xuyên xin kính chào tất cả các quý khách, quý vị và các anh chị, các bạn. Thì hồ bơi Long Xuyên tọa lạc tại số 268 đường Nguyễn Trường Tộ, phường khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Thì hồ bơi được khánh thành vào ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thì giá vé hồ bơi thì đối với người lớn thì 25.000 trên một vé, vé trẻ em cao dưới 1m45 thì 15.000 trên một vé. Ngoài ra có vé tháng cho người lớn và trẻ em. Thì kính mời các bạn và quý vị tham quan hồ bơi Long Xuyên. Rồi, lối vào hồ bơi Long Xuyên thì ở ngoài cổng thì bán vé. Ở đây là cái nơi soát vé. Và soát vé thì có bản nội quy hồ bơi Long Xuyên đàng hoàng, có yêu cầu quý khách tắm tráng trước khi xuống hồ để giữ gìn sạch sẽ cho hồ bơi. Thì vào khu vực hồ bơi thì ở đây là hai cái dãy nhà tắm để cho quý khách đến tắm tráng, dành riêng cho một dãy là cho nam và một dãy cho nữ. Đây là dãy nhà tắm cho nam. Và mời quý vị tham quan, đây là khu vực hồ bơi lớn, hồ bơi chính thì đạt chuẩn chiều dài hồ bơi là 50m, bề ngang hồ bơi 25m, 8 làn bơi. Trong đó đầu sâu nhất là 2m2, đầu cạn, đầu thấp là 1m2. Thì được đầu tư có mái che, che những lúc trời nắng gắt cũng như là những lúc trời mưa, chúng ta đều tắm đảm bảo. Thì mời quý vị tham quan, đây là du khách bà con mình đến tắm. Ngoài ra cũng có các lớp dạy bơi, đang có ở trung tâm có những cái giáo viên nam, giáo viên nữ và cộng tác viên. Chúng ta vừa tắm vừa có dạy bơi, có chương trình dạy bơi 12 buổi, 24 buổi. Dành cho các chẳng những cho trẻ em mà cho cả những người lớn đang cần bơi để sinh hoạt gia đình. Thì mời quý vị tham quan. Quý vị và các bạn đến hồ bơi thì cứ yên tâm cho con em mình đến tập bơi cũng như là đến tắm. Tại vì ngoài cái lực lượng giáo viên dạy bơi thì ngoài ra có lực lượng cứu đuối, cứu hộ ngồi ở trên ghế cao, tầm nhìn bao quát hết hồ, cũng như là có lực lượng các bạn cứu hộ cứu đuối ở dưới nền hồ, sẵn sàng cơ động để hỗ trợ các bạn mà quá trình bơi có hụt hơi hay yếu hơi. Đây là lực lượng cứu đuối. Ngoài lực lượng cứu hộ cứu đuối thì hồ có bố trí những cái bảng cấm chạy nhảy và cảnh báo độ sâu, chẳng hạn như 1m2, 1m5, 1m8, 2m. Và ngoài ra có cái bố trí dàn phao cứu hộ, phao cứu sinh, cũng như là những cây sào sẵn sàng cứu đuối, hỗ trợ các bạn bơi mà bị đuối hơi. Và đây là một cái lớp dạy tập bơi của trung tâm, thì mời quý vị tham quan. Đây
cô giáo đang dạy bơi cho các em thiếu nhi nhỏ và có những người có tuổi cần phải biết bơi để mà đi sinh hoạt tắm biển hay tắm hồ chung gia đình đó. Ngoài thiếu nhi thì cũng có người lớn tập bơi. Ngoài khu vực hồ bơi lớn thì có hồ bơi nhỏ diện tích 110 m² để dành cho các em thiếu nhi độ tuổi dưới 12 tuổi. Thì cái độ sâu của hồ chỉ có 8 tấc đó. Ngoài ra có dù che nắng này nọ để phục vụ cho phụ huynh cũng như là các em thiếu nhi những lúc trời nắng. Thì hồ bơi của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên thì mở cửa vào các ngày trong tuần như sau: từ thứ ba cho tới chủ nhật thì mở cửa từ sáng là từ 6 giờ cho tới 11 giờ, chiều từ 14 giờ cho tới 18 giờ, riêng ngày thứ bảy chủ nhật thì sáng là từ 6 giờ tới 11 giờ rưỡi. Thì hồ không hoạt động vào ngày thứ hai do tập trung hết trơn các nhân viên anh chị em trong hồ để mà tập trung lo vệ sinh, hút lòng hồ cũng như xử lý nước cho sạch sẽ. Thì ngoài cái ngày thứ hai tổng vệ sinh thì các ngày trong tuần nếu mà thấy nước cũng như là lòng hồ mà không thật sự là trong cũng như là đẹp thì nhân viên sẽ chủ động tăng cường là hút cặn vệ sinh, làm sao mà cho nước hồ cho nó thật sự trong, mát, sạch, đẹp để phục vụ cho bà con yên tâm đến tắm để đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dân. Thì hồ bơi Long Xuyên với tinh thần là phục vụ nhân dân là chính. Ngoài ra cũng có tổ chức các cái lớp, các cái buổi để dạy cho các em học sinh có nhu cầu để phục vụ cho cứu đuối, cứu hộ. Thì cũng rất là mong bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên cũng như ngoài địa bàn ủng hộ thành phố Long Xuyên để đến tham gia vào cái hồ bơi cho nâng lên cái phong trào bơi lội của thành phố Long Xuyên nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung. Xin cảm ơn tất cả quý vị.